Hello anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ review cái trang trại gà của mình á cho anh em xem. Thì do tính chất công việc nó bận lộn quá anh em ơi. Thì hôm nay Vương cũng muốn là thanh lý một số gà Silama đó để cho anh em chơi. Thì mình thấy cái bụng gà của mình nó cũng đẹp, thì anh em nào có nhu cầu mua hết bầy á thì mình sẽ để giá hữu nghị cho anh em chơi đó. Nếu anh em nào mà có lái buôn gì á thì mình bán với cái giá mà để cho anh em kiếm lời. Tại vì mình thì ở đằng trước thì mình nuôi chim, ở đằng sau thì mình nuôi gà anh em ấy. Thì bữa giờ mấy con gà nó đi la phân á, xanh mạc nên nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chim của mình. Nên hôm nay Vương muốn review để coi anh em nào có nhu cầu chơi thì alo cho Vương nha. Thì nếu mà mua nguyên bầy á thì Vương sẽ bán nguyên bầy, chứ Vương cũng không bán lẻ. Tại vì Vương cũng muốn là kết thúc nuôi gà, tại vì nuôi một loại thôi. Hằng ngày chăm gà thì chăm chim nữa thì Vương không có thời gian để làm, nên Vương muốn tập trung vào một cái thôi, tập trung chia sẻ anh em hết gà luôn. Ở đây Vương có gà Thái, là gà Silama đó. Thì anh em nào có mua bán thì Vương sẽ để giá hữu nghị. Thì đây anh em ơi, mình đang có cái bổn cái gì mấy bộ Silama anh em. Đây mình sẽ để bộ nào cho anh em coi. Thì anh em được thì anh em alo mình nha. Đây anh em ơi, anh em thấy gà chú tiết của mình không? Nè, đẻ đang ấp luôn. Đó, anh em nuôi mua gà bên mình là khỏi sợ lầm. Đó, hai gà mái chú tiết mà đẻ vậy nè anh em. Đó. Cái bộ gà của mình đây. Đó, hai con mái chú tiết mà nó đẻ cực kỳ luôn. Gà ấp bình thường nha anh em. Rồi, anh em có cần thì mình cũng sang nhượng lại cho anh em chơi. Đó. Tại vì do tính chất công việc bắt buộc mình không có thời gian anh em ơi, nên nhường lại cho anh em chơi, chứ thật sự chia rồi mà mốt mình sợ mốt mình ghiền á, mua lại cũng tốn tiền lắm anh em. Đó, anh em thấy đó chú tiết nè. Đó, chú tiết của mình đó. Anh em thích thì anh em alo nha. Còn đây. Đây thì cái chuồng Silama này nó nấy là anh em, nó bốn mái hai nhạn con trống đó, mình bán là bán nguyên bộ luôn anh em ơi. Đó. Đó. Anh em nào có đất lộc á mua về thả vui lắm, đẻ cực kỳ. Con gà mái nó đang ấp. Còn đây mình có Thái bốm nè anh em. Thái bốm đây, anh em nào có chơi thì cũng alo nha. Tại vì thường anh em biết sao, mình anh em nhắn tin comment á, nhiều lúc mình công việc quá mình không có xem, anh em cũng không thông cảm, không có xem. Có gì anh em gọi điện trực tiếp cho mình nha.
anh em cũng thông cảm. Và đây, đây mình có bộ bốm đây. Bộ bốm này một trống hai mái đang đẻ. Đó, anh em thấy không? Ba trứng. Đẻ ba trứng nè anh em ơi. Đó. Anh em nào cần thì alo nha. Còn đây, bộ điều. Bộ điều nè anh em, mái nó đang ấp. Đó anh em thấy không? Dạ, của mình cho ấp mái hết, ấp ấp co gà mẹ ấp chứ mình không có cho mái, hoàn toàn là không nuôi bằng mái nha anh em. Gà ấp mái nó ấy lắm. nó nuôi khó nuôi lắm. Nè. Đây mình cũng có nguyên ba con sám mái, con trống nè. Rồi. Anh em cần thì anh em alo cho mình. Mình nói trước cái bộ này nó cũng đang đẻ sai lắm. Đó, chân nó cũng hơi chung chứ không có lùn nha anh em. Nó thì anh em nào cần thì anh em cứ comment cho mình. Alo trực tiếp đi nha. Đó, anh em thấy không? Máy chú Tiết vô ấp rồi. Biết ấp đàng hoàng luôn, không có vấn đề gì hết. Đó. Đây. Nguyên một xăng luôn. Tại sắp tới đây mình làm cái chuồng chim ở đây nè anh em. Nên mình chuyển qua làm một chơi một cái thôi. Tại vì gà mình nuôi thì mình cũng không có thời gian để mình chăm á. Mình sợ bỏ bê rồi nó chết tội nghiệp nè. Đây. Đây cũng có cặp cái gì nè. Cặp cú trắng nè anh em. Đẻ xài lắm. Nhưng mà bữa giờ thiếu ánh nắng nha anh em. Thiếu ánh nắng nên nó về. Đó. Anh em cần mua về chơi. Đây anh em, đây thì bây giờ mình sẽ bắt từng cặp lên cho anh em coi. Đó. Đây. Đây là bộ vàng. Đó, cặp vàng. Đó. Mình sẽ để từng cặp lên cho anh em coi nha. Rồi mình để giá tiền cho nó cho anh em tham khảo. Nợ mái chịu sống nè anh em. Đó. Đó. Đây, cặp thứ nhất nha anh em. Đó. Thì anh em nào có coi thì mình để giá tiền trên đó nha. Rồi anh em nào cần thì anh em cứ điện thoại cần cặp số mấy rồi mình sẽ ship cho anh em. Đó. Đây là cặp thứ nhất. Mình bỏ đây để mình quay cho anh em coi. Anh em, đây cặp thứ nhất nha anh em. Đây cặp thứ nhất. Đó. Nè, cặp thứ nhất anh em ơi. Cặp màu vàng nha, Silama màu vàng. Đó. Đó. Anh em nào cần alo nha. Rồi tí xíu nữa mình sẽ để giá tiền trên cặp nào rồi cho anh em tham khảo nha. Rồi anh em ủng hộ. Đó, đây là cặp màu vàng, con mái này chuẩn bị đẻ nè, mua về là đẻ liền. Rồi ok, mình sẽ bỏ đây. Đây là cặp thứ hai anh em ơi, thái bông. Đó. Nè, cặp này thái bông. Đó là mình cũng để giá tiền trên trên màn hình cho anh em coi rồi anh em tham khảo nha. Thái. Đó. Cánh này cánh bông nha anh em. Đó. Rồi chút xíu mình sẽ để từ giá tiền cho anh em coi nha.
Còn đây đây nè, mình có bốn máy đen, năm máy đen em ơi, năm máy Silama đen này đó. Năm máy Silama đen giống trống nha anh em. À, cái con trống này rất là đẹp, anh em thấy không? À, trống xám đó, mình sẽ đi cái này con máy luôn em ơi. Rồi, năm con máy một con trống xám đó, anh em thích là chốt liền nha. Đó, cái mình bán nguyên bộ vậy. Anh em mua nhiêu đây là về đủ để mình gầy giống rồi đó. Nhiêu đây nếu mà chịu anh em, đẻ nhiều lắm. Thật sự là mình nuôi chim thì cái không gian của mình nhỏ quá, mình không thể nào mà mình nuôi gà chung anh em. Mà anh em thấy không? Máy hái như bồ câu, máy Silama như bồ câu. Anh em thấy không? Đó. Đó. Mặt đỏ nè anh em ơi, mặt đỏ chuẩn bị đẻ nha. Đó, con màu đen nha. Nè, mình bắt từ con ra cho anh em coi. Đó, chuẩn bị đẻ luôn nè. Đó. Siêu mini luôn anh em ơi. Có mấy lạng à. Rồi, anh em cần thì anh em cứ mạnh dạn alo cho mình nha. Đó. Nè anh em, thấy không? Gà siêu đẹp luôn. Đó, anh em cứ có cần thì mình nói trước anh em. Anh em chuyển tiền cho mình là mình sẽ ship gà cho anh em liền nha. Đó. Là được 5 con máy, một con trống là anh em đủ để chơi rồi. Đó anh em. Cái con trống xám này rất là tuyệt vời anh em. Nè, mình cho anh em coi. Nè, dáng nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Mình bán nguyên bộ nha anh em, mình không có bán lẻ nha. Anh em nào cần thì anh em cứ alo cho mình nha. Rồi ok, đó. Còn đây nữa anh em ơi, đây mình có ba con Silama, cái này khét sữa anh em. Chạy thôi. Nè. Sữa. À, một trống hai máy à, đây là anh em à, mình để từ cặp cho anh em nha. Đó, một trống hai máy à, cái này là con máy nè anh em à, à, cái này mua về là khoảng chừng hơn tháng rồi đẻ nè. Chống là anh em thấy không? Đó. Đây, mình còn chống thái bốm nè anh em. Đó. Lúa mềm luôn anh em ơi. Đó. Thái bốm nha. Đó. Bốm bông. Bông đỏ. Thả ra cho ăn lúa anh em ơi. Anh em màu vàng và trống vàng, trống này lòng nọc là không thể nào chơi được anh em ơi, mạnh lắm. Đó. Đó, anh em nào cần thì alo nha. Hai trống vàng đây, mình sẽ bắt thêm trống vàng nữa cho anh em coi. Đây. Đó. Ở đây là mình bán theo màu nha anh em, trống vàng đi theo với màu vàng. Đó. Rồi đi xuống ăn lúa đi, sáng giờ. Đây, mình cũng còn một ít cho anh em ơi. Đó. Thái